Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin chung tay phòng chống COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Do vậy, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, thành phố Sóc Trăng đang tập trung huy động các nguồn lực tổ chức tiêm vắc an toàn và hiệu quả. Việc tổ chức tiêm được ngành y tế tập trung triển khai theo phương châm vắc về đến đâu triển khai tiêm đến đó. Tính từ ngày 27 tháng 7 đến nay, thành phố đã thực hiện tiêm mũi 1 trên 21.000 người và trên 650 người tiêm mũi 2. Bình quân mỗi ngày tiêm được khoảng 2.570 người. Đối tượng tiêm là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang cấp tỉnh thành phố, đang làm việc trên địa bàn thành phố, người dân trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm, thành phố đã bố trí 5 điểm tiêm đặt tại trường tiểu học Hùng Vương, phường 6, trường tiểu học phường 10, trường mẫu giáo 2 tháng 9 phường 9 trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng phường 5, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn phường 4. Tại các điểm tiêm được bố trí đầy đủ các phương tiện thiết bị xử lý khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Việc để nhanh tiến độ tiêm vaccine hiện nay là giải pháp hàng đầu để phòng chống dịch đang được thành phố tăng cường, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.